Emmy đã từng đọc phức read aloud. Emmy đã từng nghe được nhưng không lặp lại được repeat sentence. Nhưng cô Emmy đã đạt được PT Speaking 90. Vậy bí kíp của cô là gì? Hello, welcome back to another video of PT Helper. Cô Emmy chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của nhà PT Helper. Trước khi bắt đầu video này thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì phải đăng ký ngay lập tức đi, bởi vì cô Emmy sẽ liên tục ra những video chia sẻ với các bạn những bí kíp để giúp cho mọi người đạt target PT nhanh nhất và cao nhất có thể. Đăng ký đi. Có rất nhiều bạn đã nghĩ rằng là chắc cô Emmy giỏi speaking sẵn rồi nên là khi mà qua PTE đâu có gặp khó khăn gì đâu. Nhưng chia sẻ thực sự mọi người là khi mà cô mới tiếp cận với PTE, cô cũng gặp khá nhiều khó khăn. Giả dụ như là trong read aloud thì sẽ hay bị là mắt đi trước cái miệng, nên là đọc vấp và đọc sai mặt chữ tùm lum hết trơn á. Hoặc là có bạn nào có bị vấn đề là đọc thử thì không sao, nhưng mà tiếng bíp nó vừa kêu lên cái là mất bình tĩnh và đọc sai liền luôn. Ngoài ra thì giọng nói tiếng Anh của cô cũng khá là trầm nên là không phù hợp lắm với PTE. Còn trong phần repeat sentence là nghe thì nghe được đó, nhưng mà lặp lại thì không có lặp lại được, tại vì là quên hết trơn, chỉ có nhớ những cái từ khóa chính và toàn là paraphrase lại thôi, chứ không có lặp lại được y chang những cái câu người ta nói. Còn đối với describe image là ôi thôi, có 25 giây để chuẩn bị à, xong sau đấy thì có 40 giây để nói, chứ có nói được cái gì hết trơn á là đã hết thời gian mất tiêu rồi đó. Và còn khá nhiều những vấn đề trong speaking khác nữa mà cô Emmy đã từng phải trải qua. Mà sau đấy thì cô đã tìm rất là nhiều cách để giải quyết vấn đề của mình, và cô sẽ chia sẻ với các bạn ngay bây giờ đây. Cái tips đầu tiên đó là hãy cố gắng giữ bình tĩnh. Trời ơi, cô nói thì hay đó, trời ơi, giống như kiểu là em buồn quá, thôi em đừng buồn nữa thì ai mà sẽ làm được. Thôi thôi, yên tâm, cô sẽ chỉ cho các bạn cách giữ bình tĩnh đây. Có một mẹo giữ bình tĩnh mà cô nghĩ là hầu như ai cũng sẽ biết, đó là hít sâu vào bằng mũi và thở vào miệng. Hãy thử nhá. Nhưng mà lúc mà hít vào thở ra thì bình tĩnh, nhưng mà đọc thì không bình tĩnh thì làm sao đây? Nếu các bạn là fan cứng của PT Helper thì sẽ có thể để ý rằng cô rất hay chỉ hai thứ trong các cái phần bài speaking. Đó là đầu tiên, hãy bắt đầu bằng tốc độ chậm. Và cái thứ hai, hãy lấy cảm giác từ tiếng Việt. Tại sao lại như vậy? Thực ra thì việc mà các bạn không đọc tốt chủ yếu là bởi vì mọi người chưa có cảm giác đúng thôi. Mà tất cả những cái cảm giác đấy các bạn đều có thể lấy từ tiếng Việt, sau đấy là chúng ta sẽ chuyển đổi khi đọc tiếng Anh. Nếu các bạn áp dụng tốt mẹo này thì cô đảm bảo luôn là tất cả những cái vấn đề trong speaking của các bạn hầu như sẽ được giải quyết hết. Những vấn đề như là đọc giật âm, đọc không rõ âm, đọc mít âm, đọc mất âm, rồi đọc trầm, rồi đọc nhanh, rồi đọc tùm lum các thứ sẽ đều được giải quyết với cái tips này. Nếu các bạn chưa biết hoặc là chưa hiểu rõ thì xem tiếp nhé. Những vấn đề mà các bạn hay gặp trong speaking có phải là mất độ trôi chảy? Mà mất độ trôi chảy có thể do là bởi vì từ khó đọc bệnh vấp này, hoặc là từ dễ luôn nhưng mà không biết sao vẫn cứ bị khựng khựng này, hoặc là không biết chi cụm này, hoặc là các bạn kiểu đọc tiếng Việt thì không sai nhưng mà cứ qua tiếng Anh là bị giật đâu. Rất nhiều những cái vấn đề khác về độ trôi chảy. Còn cái thứ hai là về phát âm, đó là không biết cách đọc của từ đấy, hoặc là biết cách đọc luôn nhưng mà lại không đọc đúng được, hoặc là các bạn đọc kiểu như bị méo âm, bị mất âm, bị này bị kia. Thì hai cái vấn đề này chủ yếu là bởi vì thứ nhất đó là các bạn đang chưa có phản xạ với từ. Phản xạ bằng não bộ, phản xạ bằng mắt, phản xạ bằng miệng luôn nhá. Còn đối với lại độ trôi chảy thì thật ra là mọi người đang chưa có cảm giác thôi. Cái cảm giác làm sao để mà mình có thể là đọc như tiếng Việt của mình ý. Rồi, và chỉ để làm được cái việc đấy, chúng ta sẽ áp dụng cái mà cô nói lúc nãy, đó là chúng ta phải làm gì? Thứ nhất, đọc chậm thôi. Thứ hai, cố gắng là mình lấy cảm giác từ tiếng Việt. Ok, đọc chậm để tập phản xạ, đọc từ tiếng Việt để lấy cảm giác. Rồi bây giờ mình sẽ vào thử cái phần read aloud nhé. Bây giờ cô muốn các bạn là khi mọi người làm các phần speaking, hãy cố gắng là ngồi trong một cái tư thế nó relax nhất có thể, nó thoải mái nhất có thể. Và khi mọi người đọc thử, các bạn phải làm y chang như khi mọi người đọc thật. Y chang ở đây là y chang về âm lượng, y chang về cao độ giọng nói, y chang về cái tướng ngồi, và y chang cả về là cái vị trí khoảng cách giữa các cái máy tính với lại cái mặt của mình. Có bạn nào đang xem video này, mọi người bị một cái vấn đề là lúc đọc thử thì không sao, nhưng mà đến khi mà đọc thật phát là tự nhiên tiếng bíp nó kêu lên là mình đọc vấp không? Để luyện tập phản xạ thì các bạn sẽ nên làm như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ hy sinh một tí về cái tốc độ, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải có sự liên tiếp nhé. Sự liên tiếp và mượt mà trong một cụm, tập chia cụm, tập liên tiếp mượt mà, nhưng mà chúng ta không cần phải quá nhanh thôi. Mình giảm cái tốc độ lại một tí để làm gì? Để mình kịp tập phản xạ phân tích mặt chữ. Tại vì khi các bạn chưa có phản xạ phân tích mặt chữ thì làm sao mà có thể trôi chảy và nhanh chóng được. Cho nên mình cứ chậm lại đã. Rồi, thay vì chúng ta nhìn cả từ, các bạn nên nhìn từng âm của từng từ cho cô. Âm là sao? Mexico là 3 âm, city là 2 âm này, phải không? Minor là 2 âm, preserve là 2 âm đấy. Thì với những cái âm như thế, các bạn những cái từ như thế các bạn tách nhỏ ra, và cái mắt của mình phân tích theo từng âm, mò theo từng âm, nhưng nhớ cái hơi thở của mình phải đẩy ra đều nhá. Ok,
đừng bị lộn giữa là mắt nhìn từng âm và miệng đọc từng âm nhé. Miệng đọc từng âm là sẽ bị tách từ rồi, tách âm của từ rồi. Nó sẽ bị Mexico City ở minor in the low, không có được như vậy nha. Mắt thì mình liếc từng âm nhưng mà cái miệng của mình nhớ là phải ghép nối các cái âm của một từ nhiều âm tiết vào với nhau. Mexico City, a miner in the state of Chiapas, found a tiny tree frog that has been preserved in amber. Mọi người thấy không? Rồi, còn khi mà mọi người đọc, vừa nãy cô có nói là chúng ta sẽ cần phải đọc y chang lúc đọc thử và đọc thật, thì khi thử mình đọc chậm, thật mình cũng phải đọc chậm nhá, để tập phản xạ trước. Cô ví dụ như bây giờ trong cái thời gian đọc thử, cô đọc là Mexico City, a miner in the state of Chiapas, found a tiny tree frog that has been preserved. Là hơi thở vẫn ra đều nhưng chúng ta sẽ đọc hơi chậm một chút xíu. Ok, thì khi mà bắt đầu tiếng bíp kêu lên thì cô sẽ phải đọc như dạng A Mexico City, a miner in the state. Mọi người thấy là nó y chang về tốc độ chưa? Y chang về tốc độ, y chang về volume, y chang về khoảng cách, y chang về tướng ngồi. Ok, y chang về cao độ. Thì mọi người luyện tập được như vậy một thời gian, chúng ta sẽ bắt đầu quen dần với cái thứ nhất phản xạ mặt chữ, phản xạ phân tích mặt chữ. Cái thứ hai đó là cái sự liên tiếp và đẩy hơi ra liên tục trong một cụm. Cái thứ ba đó là phản xạ với cái từ khó. Tại vì đối với từ khó chúng ta không được ngắt ở giữa cụm, đúng chưa? Mà mình sẽ cố gắng là mình phân tích để mình đọc làm sao cho nó có sự chuyển tiếp. Và nhớ cho cô là một cái tip nhỏ chỗ này là gì? Đến cái từ khó đừng khựng lại, đừng ngắt cái hơi lại. Các bạn có thể đọc chậm lại cũng được nhưng vẫn phải duy trì liên tiếp. Cô ví dụ that has been preserved in amber. Đấy, có nghĩa là mình vẫn phải cố gắng đọc nhưng mà mình chỉ là không đọc ngay lập tức, đọc nhanh thôi. Nên mình sẽ đọc hơi chậm chậm lại một tí nhưng mà hơi thở nó phải ra liên tiếp. Thì các bạn sẽ có thể trôi chảy được về sau. Ok chưa? Còn đối với cái việc là các bạn kiểu chưa có cái cảm giác đọc tiếng Anh như thế nào, nếu mà cảm thấy là cái cách vừa rồi vẫn chưa giúp các bạn có cảm giác thì mọi người giúp cho cô như sau, đó là các bạn hãy thử đọc bằng tiếng Việt. Nếu như mà các bạn đang chưa biết cách để mà chúng ta phân tích mặt chữ như thế nào, cần phải điều chỉnh cái phát âm ra sao để tăng được cái độ chính xác và cái điểm của pronunciation, các bạn có thể comment bên dưới cái video này cho cô, thì cô sẽ làm thêm một video để hướng dẫn cho các bạn kỹ hơn về vấn đề đấy nhé. Và bài tập cô rất hay chỉ cho các bạn đó là đếm số từ tiếng Việt chuyển qua đếm số tiếng Anh, sau đấy ghép vào trong cái bài của mình để tập cảm giác. Cô ví dụ như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mọi người nhớ là mình vẫn phải chi cụm cứ 5 số một lần, 5 số một lần. Và khi mà các bạn đọc những cái số như là 11, 12, 13, 14, 15 thì có phải là 11 mình sẽ đọc nhanh hơn, đúng không? Đấy, thì sau khi các bạn đọc như vậy xong, chuyển qua tiếng Anh như nào, đếm số tiếng Anh nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Hơi thở ra liên tiếp. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vậy thì áp dụng ở trong bài như nào? Khi mình đọc là ví dụ như là 11, 12, 13, 14, Mexico City, a minor in the state. Mọi người thấy không? A minor in the state. Khi mà mình đọc nó sẽ cảm giác y chang như vậy luôn. Đấy, thì cố gắng là mình sẽ dịch từ số của tiếng Việt qua số của tiếng Anh, mình đếm và mình sẽ tập cảm giác hơi thở. Xong sau đấy là các bạn sẽ áp dụng vào bài, thì mọi người sẽ hiểu được cái cảm giác đọc liên tiếp nó sẽ là như thế nào. Bí kíp luyện speaking này thì cô đã chỉ cho rất nhiều bạn học viên ở các target khác nhau luôn, từ 30, 36, 42 đến tận là 65, 79 cộng đều đã áp dụng và thành công. Nhưng mọi người nhớ là mẹ thì mẹ tips thì tips, thì chúng ta vẫn phải có thời gian để làm quen với chúng và từ từ mới chuyển thành cái kỹ năng của mình được, chứ không phải là vừa xem video hôm nay xong 2 tiếng sau luyện tập là cải thiện ngay được nha. Nên là khi mà các bạn luyện tập, hãy đặt cho mình những mục tiêu nhỏ theo từng ngày. Ví dụ như hôm nay tôi sẽ đọc được trôi chảy trong một cụm 5 từ, ngày hôm sau tôi sẽ đọc được trôi chảy trong một cụm 6 từ, 7 từ, ngày hôm sau nữa tôi sẽ đọc được có độ dài dài hơn và có thể chia cụm tốt hơn. Đấy, thì mỗi một hôm các bạn sẽ cảm thấy là mình tiến bộ hơn một tí. Chứ mọi người đừng đặt mục tiêu quá xa với khả năng của mình hiện tại, sẽ dễ khiến cho các bạn bị stress và luyện tập sẽ còn không hiệu quả nữa. Và đó là những gì mà cô muốn chia sẻ trong video này. Các bạn hãy về áp dụng thử và comment bên dưới kết quả luyện tập của mình nhé. Và cô hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!